Nói chung là Nhung không thích uống cà phê, không bị ghiền cà phê, nhưng mà đối với Nhung cà phê này là Nhung thấy ngon á. Còn đối với bia thì nếu mà uống mà để say á thì trữ lượng của Nhung chắc cỡ lên. Nhiều cô bán chị nói là ở Mỹ cái gì cũng có bán, đúng thiệt, cô bán chị cái gì cũng có bán trơn á, nhưng mà đều có một cái là một số tiểu bang thời tiết khí hậu ấm áp á, thì người ta trồng được tươi. Tiểu bang của Nhung ở thì thường là bán những cái này đông đá. Hello, Nhung mến chào tất cả cô bán chị em gần xa đã quay trở lại kênh Nhung Đặng Phám Ly Cuộc Sống Hoa Kỳ. Hôm nay là chủ nhật chính tây, được đi làm trễ cô bác anh chị. Thường chủ nhật thì Nhung sẽ đi làm trễ hơn mọi khi ha, tiệm nào nào cũng vậy hết, chủ nhật thì mở cửa trễ hơn. Tiệm Nhung thì mở cửa 11 giờ đóng 5 giờ, còn nhiều tiệm mở 12 giờ thì sẽ đóng 6 giờ đó. Thường thường Nhung coi lịch, Nhung hay thích coi những cái ngày nè, ngày nên cúng tế xuất hành đính hôn nạp tài này cái ha, rồi cử mở kho động thổ. Thì thường thường Nhung mỗi lần mà Nhung xé lịch con coi á là Nhung sẽ coi cái ngày trên ngày dưới, rồi xong cộng thêm là mấy cái này nên không nên nè. Thì hôm nay là mùng 4 rồi, bây giờ hai chồng Nhung đang chuẩn bị đi chợ để mua đồ về ngày mai nấu cúng mùng 5 tháng 5. Anh xã Nhung đã đi ra trước để anh đợi máy xe cho mát đó. Dạ đi thôi, giờ này là máy bay bắt đầu bay ngang nhiều rồi đó cô bác anh chị. Hôm nay được anh xã chở cho đi chợ, sáng sớm rủ đi chợ. Ok liền. Đang lái xe. Ở ngoài hôm nay nắng cô bác anh chị nên là cho phép Nhung mang kiến ha, cho mát chút xíu, nắng nó chói chói cái mặt nhăn nhăn không thấy đường luôn. Thì hôm nay cuối tuần đây anh xã Nhung anh nghỉ. Cái chợ này á, là xa lắm mà phải giống như kiểu lái ngoài xa lộ á, còn lái đường trong Nhung cũng không biết đường. Còn đường xa lộ ngoài thì nói chung là Nhung cũng chưa từng lái nhiều á nên cũng sợ. Mỗi lần lái là có anh xã ngồi kế bên nhưng mà cũng sợ lắm, tại vì ở mình chạy đường trong tốc độ chậm chậm quen rồi, cái mình ra đường ngoài cái chạy nhanh á cái sợ, nên là thôi nay có ảnh nhà rủ ảnh đi. Phía trước đây là đường dẫn lên cao tốc nè, đường dẫn lên xa lộ nè cô bác anh chị. Thì Nhung đang chạy trên đường này là state line, có nghĩa là ranh giới giữa South Haven của Mississippi và Memphis của tiểu bang Tennessee đó. Nhung thì Nhung ở bên Mississippi, còn chợ này là bên Memphis của Tennessee. Giờ mời cô bác anh chị mình theo hai chồng Nhung đi nha. Từ nhà Nhung đến chợ này khoảng 15 phút à, nếu mà chạy xa lộ với cái tay lái của anh xã ha. Còn với Nhung chắc chạy cỡ khoảng 20 phút đến nửa tiếng đó. Ảnh chạy nhanh lắm, còn Nhung lên thì giống như kiểu mình hơi lúng túng á, với lại mình thấy xe nhiều cũng bị ngợp nữa cô bác anh chị. Nói chung cái gì cũng vậy mình làm thường sẽ quen ha. Còn Nhung thì cũng ít đi nên nhiều khi đi á, cũng sợ lắm. Với lại Nhung cũng nhát tay lái lắm cô bác anh chị. À, cộng thêm cái nữa khu dưới đây là giống như nhiều người da màu đó. Với lại chợ này là cũng rất là nhiều trường hợp bị giật túi xách túi giỏ ngoài sân ngoài bãi đậu xe đó, nên là Nhung cũng sợ lắm, đi một mình nên rất là sợ, lúc nào đi đâu cũng phải có ông xã đi theo hết á. Hello mọi người, hiện tại Nhung đang đứng trước chợ Việt Hoành. Bên ngoài người ta đang sửa chữa cô bác anh chị ơi, nên là mấy cái bảng hiệu quảng cáo này kia ta dẹp mất hết trơn rồi. Nó ở đây người ta cũng làm cái cổng, cái sửa đang cái cổng lại nè. Giờ Nhung ta dẫn cô bác anh chị mình vào bên trong nha, để khám phá là coi hôm nay Nhung mua được cái gì như thế nào. Dạ, trước hết mình lấy cái vỏ nha. Đây bánh quá trời bánh luôn nè. Ở đây có bánh mochi, sầu riêng này kia đủ thứ hết. Bánh ngọt, bánh tây, đủ các loại bánh. Đây có kẹo cà phê nè. Kẹo cà phê này ngon lắm. Mà hồi trước ba Nhung ở bên Việt Nam có một thời ba thích ngậm cái kẹo rồi nè. Rồi sau này giống như kiểu ngậm dễ mắc cổ á, nên nó nhà không có cho ba ngậm nữa. Tại vì lớn tuổi của cô bác anh chị cái cuống họng mình nó hẹp lại á. Vì vậy ba Nhung cũng bị có bệnh nữa. Đây là khu vực mì nè, mì Quỳnh Thánh, mì này mì kia, mì trứng này cũng ngon nè, ở nhà cũng hay ăn cái loại mì trứng nè, nấu súp gà này kia đó. Để mua một dĩa này đi. Sẵn đây mua một túi bánh phở để dành luôn, nhiều khi có nấu phở này kia có ăn á. Phở thì có túi lớn túi nhỏ, mua cái phở chứ làm nhiều loại phở lắm cô bác chị, mà Nhung thấy cái phở này ngon nè. Phở này thì cũng đồng mấy bịch, nó đồng mấy bịch thôi, nên mua hai bịch đi, bịch để dành đi nè. Có bịch lớn nữa nè, bịch lớn nhưng mà bịch lớn nhiều quá. À, giờ sẽ mua trứng bách thảo 3 đồng 99, 99.
Nhưng cái trứng bách thảo này nhà anh xã Nhung hay ăn, đây có trứng vịt muối, trứng bách thảo ha. Đây bánh rồng bỉ, măng. Đây có bán măng tươi nè, có bánh măng chua, măng tươi. Vú sữa 12 đồng một thao, 13 đồng một thao. Đây là trái lựu, nho, cherry. Có măng cục nè. Măng cục thì 12 đồng 99 một bịch. Đây kiwi, thanh long, đủ thứ hết ha. Có bán lá chanh nữa nè. Đây là lá trúc. Lá trúc này để mình làm giống như cây trúc nhà Nhung mua đó cô bác anh chị. Mình nấu lẩu gà này kia đó. Cải, rau dừa này ok để mua ít rau về nấu canh. Mua bỏ rau muống đi. Muống này hôm nay cũng không tươi lắm. Muống thì 4 đồng mấy 5 đồng bó nè cô bác anh chị. Tất cả mua đại ăn gói về ăn. Muống tầng ô, cải xanh, đột lan đủ thứ hết. Cải xanh, cải ngọt nữa. Mua bịch nợt ít thôi, nhà có hai chồng ăn ít lắm. Anh xã Nhung ăn ít nên mua bịch ít ít thôi. Nhiều quá ăn cũng không hết. Cải này xào cũng ngon. Đi qua mua cải kia đi. Đây là khu vực rau cải, mấy anh thợ đang làm rau. Đây có bán cải này là cải làm dưa, dưa nè, có bán chị. Một bịch này là 7 đồng mấy ha. Cải dưa, đây cho cải dưa nè, bịch này 5 đồng mấy. Mua cái gì cũng mua cái lựa cái bịch ít ít thôi, tại vì hai chồng ăn ít xỉu à. Mua bịch mới lớn nghe ăn được rồi. Để nấu canh. Cải làm dưa thấy cũng ngon quá chừng luôn mà nè. Cải làm dưa cũng ngon mà không có thời gian đây mà làm. Làm cũng nhanh. Là mấy bữa nay nhà cũng có kim chi à. Nhưng mua ngọ ra. Sáng sớm người ta đang sắp hàng. Hôm nay chủ nhật thấy hàng đồ giống như kiểu muốn hết rồi. Nên là ta bỏ ra đồ mới ra đó. Ồ giá ngon với sợ luôn nè. Ừ, giá tươi ngon quá chừng luôn. Ở trong bịch thì người ta đi vô sẵn bịch bịch như thế này nè. Mình ra cân nhiều ít ít tiền thôi. Còn không mình muốn mua ít ít thì mình mua ngoài này. Cái này cũng được nè. Giá hồi này nè. Khô nó ráo tươi hơn nè. Để mua ngoài đi tại vì bịch này lớn ăn cũng mất hết. Cô bán chị mình thông cảm nha. Cái cô thì cô đi ngang đi, cô đẩy chiếc xe đẩy đi chợ cổ mà cái bánh xe nó bị vấn đề á. Thành nó hơi ồn xíu. Bao nhiêu được cả. Đợi anh kia bắp chuối ra mua. Đợi nó mua bắp chuối xong rồi. Ở đây là khoai lang. Khoai lang tím này ngon lắm, ngọt lắm luôn á. Mỗi lần Nhung đi là Nhung thích mua cái khoai lang tím này nè. Khoai lang này cực kỳ tím ở trong cái ruột tím riệm luôn mà ngọt dữ lắm luôn á. Nhung mới hỏi canh chủ chợ có thể quay phim được không. Hôm bữa trước Nhung có hỏi một người kia rồi, nói là cứ quay thoải mái không sao hết. Nhưng mà nãy Nhung hỏi anh chủ chợ nữa, anh cũng nói là cứ quay vô tư không có sao hết. Nhìn đó là một hình thức quảng cáo cho anh luôn không sao. Khoai tím này thì 3 đồng 99 trên một thao. Mà Nhung mua đây là chút xíu mình ra mình cân ha. Dừa khô thì 2 đồng 99 một trái. Nè, trái này mình muốn lựa trái lớn trái nhỏ hay tùy. Thường thường người ta làm kiểu giống như nấu xôi này kia nọ đó. À, có một cái chị ở trong tiệm chị gửi mua trái giải. Nhưng mà sao nãy giờ tìm không thấy trái giải đâu trơn á. Hôm nay là có chú này thôi chứ cũng không có chú kia nữa. Có chú này bên Việt Nam mình là gọi là chú ngự, chú để mình ăn sống á cô bác anh chị. Có chú cao, chú mễ. Bên này có mít. Đây coi mít bao nhiêu một thao. Mít là 1 đồng 29 cent một thao. Cái này chắc cũng mười mấy hai chục thao, có khi hai mấy thao nữa, mấy cái lớn là chắc hai mấy thao á. Mít chín nặng á, bưởi ruột đỏ, có đồng chín chín. Sao không thấy trái giải đâu trần ta. Lúc nãy anh chủ chợ đứng đây thì không chịu hỏi đâu, quên mất tiêu đi. Bây giờ anh đi xong rồi bây giờ tìm hoài không thấy.
Chị có thấy trái thanh long rồi, ôi xòi quá trần trội luôn rồi. Xòi chín nè cô bác anh chị, 1 đồng 49 cent một trái. Nè, này là 1 đồng 49 cent một trái chứ không phải là một thao nha. À, đang đứng ở vậy bột, để mua bột luôn để hay quên. Đây bột bánh bao hả? Bánh bao sao đang sale có 99 cent vậy? Sao mà sale rẻ gì đây? Sắp hết hạn hay gì đây, để coi coi. Khi nào hết hạn mà sao có 99 cent đây. Bột này có hạn sử dụng không ta? Thường thường là phải có trong cái bao bì chứ. Ở đây tâm có trái giải ta. Có xoài Thái nè. Xoài này, xoài kia, xoài xanh, xoài Thái, xoài Việt Nam. Thì có. Đây là chôm chôm thôi. Chôm chôm này 6.99 một thao, chắc bịch một thao quá à. Với lại cái táo, đây là táo mà hay bán ở chợ Kroger, Nhung hay mua ăn đó cô bác anh chị. Cái hiệu này nó ngon lắm, cực kỳ ngọt, nó ngọt dữ lắm luôn. Giờ này là giờ cao điểm, người ta đi vô đây mua nhiều hơn là mỗi khi. Đây mít nó cũng có xẻ sẵn nữa nè. Dòng ở đây có trái giải ta. Có mía cây nè cô bác anh chị nha. Miếng miền cây. Đây chôm chôm 2 đồng 99 một bịch sale. Tại vì cái da thâm đen á, anh lấy vô lấy ra nó đen cái da, chứ thật sự bên trong nó cũng còn ngon. Nhiều khi mình mua về 2 đồng 99 chứ bên trong nó ngọt ngon lắm. Mía, mía thì 2 đồng 99 một thao. Mía mà tính thao nghe cô bán chị, thao một cây gì là chắc cũng 2 thao à. Tại nó nặng lắm, mía nặng. Do đầu mùa nên đậu bắp mắc tiền. Đậu bắp này một dĩ này mà tới 4 đồng mấy chưa được con thao nữa. 4 đồng mấy 5 đồng. Dạo này ở khu vực Nhung chưa phải là mùa của rau cải đó, nên là những cái rau cải này người ta nhập ở những cái tiểu bang khác đem về đây á, nên là nhiều khi nó không có được tươi lắm. Là cô bác chị thấy bầu nó cũng bị thâm thâm đen hết trơn rồi, không có tươi lắm ha. Đang tìm mua bột thì gặp bột ở đây. Đây là bột nếp nè. Mua bịch bột, 2 bịch bột nếp đi. Dự định là ngày mai Nhung sẽ làm nấu chè sôi nước để cúng mùng 5 tháng 5 đó. Mua 2 bịch. Mua bột gạo như nhà cũng còn ha. Em mua bịch bột gạo luôn đi. Đó, đây là bột gạo. Màu đỏ là bột gạo. Màu xanh trên đây là bột nếp. Ở đây là có bán mấy cái đồ để trưng Tết này. Mấy cây mai nè. Cây mai này mai giả nha cô bác anh chị. Không phải mai thiệt. Cây mai mà có gắn đèn này kia nọ. Và đặc biệt ở đây thao gỗ này kia các kiểu. Bán như trang cho Việt Nam. Nó giống như siêu thị. Nè. Thao lớn nhỏ đều có, đủ cỡ hết. Bên đây có bán nồi nè, có bán mấy cái xửng hấp đặng tre nè. Bên đây là nồi ha, nồi chảo thao. Ồ, có bán mấy cái đồ chưng nữa nè, cây dừa cái này kia các kiểu. Bên đây khoai mì hấp sẵn nè, nè khoai mì nè, mình chỉ về mình hâm mình ăn thôi. Cái này hấp có nước cốt dừa lá dứa nè, thơm lắm ha. 3 đồng 99 bịch gì, bịch này chắc cỡ một thao à, cỡ nửa ký coi bác anh chị. Phải mở tím đây. Phải mở tím mà để vô cái tủ đá cái nó muốn hết tím mà. Đây có dừa khô, dừa nạo này chia nọ đủ thứ đây. Nói chung là khu vực này đồ đông đá, bắp, lá cây, lá này lá kia rồi đồ rồi giống như dừa nạo và dừa bắp rồi hột này hột kia đó ta bán trên trong đây. Cái gì đây à, thịt à, có bán trái gấc nè, thịt trái gấc nè, thịt trái gấc thịt mãng cầu nè, thịt mãng cầu, nước ép chanh dây. Ồ, đủ loại trơn đây ha. Đó có nước ép chanh dây nè cô bác anh chị. Nước ép chanh dây trong tủ đó, ở chỗ gốc đó là 3 đồng 49 cent. Còn ở đây là mãng cầu sim, thịt mãng cầu sim nha, là thịt trái gấc. Đó mình giống như mình mấy anh chị nào nấu ăn á, mình muốn lấy cái màu trái gấc đẹp á thì đây là cái thịt trái gấc nè, mua về mình pha mình lấy ra cái màu. Nhiều cô bác anh chị nói là ở Mỹ cái gì cũng có bán, đúng thiệt cô bác anh chị, cái gì cũng có bán trơn á. Nhưng mà đều có một cái là một số tiểu bang mà lớn á, người ta giống như thời tiết khí hậu ấm áp á, thì người ta trồng được tươi. Còn không thì giống như tiểu bang của Nhung ở thì thường là bán những cái này đông đá. Đây là mấy cái bò viên, thịt viên rồi nè. Này thịt bò, cái thịt bò này người ta cắt lát sẵn sẵn rồi nè. Mình nhúng lẩu mình ăn á, ăn lẩu ngon lắm, ăn lẩu ăn mì gói rồi cứ thả thịt bò này vô thôi. Bán là 9 đồng. Như 10 đồng một thao đó. Nó chính là mấy 10 đồng một thao. Bữa Nhung có mua rồi. Bữa nay thấy ngon thì muốn quay lại cho cô bán chị mình xem thôi.
Thịt bò người ta cắt mấy miếng mỏng mỏng gì nè. Thịt này ngon nè, giống như mỡ ít. Còn mấy cái kia nó hơi bị mỡ nhiều á. Miếng này về mình nấu mì gói mình thả về ăn cũng ngon nữa. Tại vì nó quá mỏng không cô bác anh chị, mình ấy nước sôi lên chút xíu, mì chưa nở là cái này đã chín rồi. Tại vì nó cắt, người ta cắt mỏng lắm. Bên kia bán bò viên. Đây có bánh ú, bánh tét, bánh gì, bánh khoai mì, bánh khoai mì ba vị nè. Ồ có bánh xèo. À, đây nghe cô bác anh chị. Đừng nói không có, nghe ở Mỹ cái gì cũng có, bánh xèo cô ba miền Tây. Xôi bắp lá chuối chè bánh thành. Đây là hộp xôi bắp. Ngon số 1 chè bánh thành nè. Có bánh khọt nè nghe cô bác anh chị. Bánh khọt miền Tây, bánh khọt là 10 đồng một hộp. Một hộp này thì không bao nhiêu cái không biết mà để là 450 gram. Nhưng nghĩ chắc cũng khoảng 6 7 cái, 7 8 cái gì đó. Là 450 gram. Bánh xèo thì 6 đồng 99 một hộp hai cái. Vậy 3 đồng rưỡi một cái đó cô bác anh chị. 3 đồng rưỡi cái bánh xèo. Cái gì cái gì ta? Ồ cái gấc. Nè đây cái gấc tươi nè. Sầu riêng tươi. Sầu riêng tươi nhưng mà qua đông đá nói tươi chứ là đã đông đá là nghe cô bác anh chị. Đây sầu riêng hộp, sầu riêng muối, tách muối rồi, sầu riêng còn nguyên hạt, sầu riêng thịt. Bánh bột lọc, bánh này bên kia a à, có đây bánh nếp ống tre, bánh ở trong cái ống tre này cô bác anh chị, giống như là cơm lam mình ha, mình nấu trong cái ống tre vậy đó. Đây là cái hiệu chả giò mà Nhung thích nhất này, cái hiệu này á cô bác anh chị, mình cuốn chả giò rất là giòn, rất là ngon mà dễ cuốn hơn là cái hiệu này ha. Đó thì có nhiều người thích hiệu này thích hiệu kia nhưng mà Nhung thấy cái hiệu này ngon nhất. Nhung đang tìm mua cà phê để dành có khách này kia uống, với lại nhiều khi mình lâu lâu mình thèm, hoặc là anh xã Nhung ảnh muốn uống cà phê cũng có đó. Nhưng mà ở đây nãy giờ mở nhạc lớn rồi cô bán chị, nên là lúc này thì Nhung tạm thời tắt âm thanh để thuyết minh cho cô bán chị mình dễ nghe ha. Tại vì nhạc này lớn quá Nhung không biết là có bị bản quyền hay không nữa. Khi mà video up lên mà bị bản quyền âm nhạc, chỉnh đi chỉnh lại mất thời gian và giống như kiểu mình giống như mất năng lượng đó cô bán chị. Nên là Nhung cũng hạn chế ha. Khi nào mà có nhạc lớn thì Nhung sẽ tắt, rồi Nhung sẽ chèn nhạc khác vô và Nhung sẽ ghi âm lại cái nội dung trong cái video này cho cô bác anh chị mình dễ theo dõi, dễ hiểu hơn ha. Là khu vực này là toàn bán cà phê không nè, đủ hiệu hết trơn. À, mà Nhung thấy nhiều nhất là cà phê G7 với cà phê Việt á. Có cà phê Mỹ nữa, nhưng mà mấy cái hiệu này thì lạ quá. Tại vì Nhung cũng không thích uống cà phê, cũng không có rành về cà phê lắm. Còn đây là khu vực bán đồ giống như đồ gia dụng gia đình á. Mấy cái hộp, mấy cái ly, và đặc biệt cái cối nè cô bác anh chị. Cối đá đàng hoàng nha, bằng đá luôn đó. Cối chài. Cối này có giá là 6 mấy đô. Rồi nồi đất, nồi này, nồi kia đủ kiểu hết trơn nè. Đó. Cái nồi này, mấy cái nồi nhỏ nhỏ này mình nấu mì cái này cái kia. Cái thố này mình nấu canh nó này nó kia nè. Nhìn đẹp mà hấp dẫn ghê. Ở nhà Nhung cũng có mấy cái như gì nè. Cái này là 20 đồng một cái. Cái này là mình kho cá như lên nè, ngon lắm luôn. Mỗi lần mà Nhung đi chợ, không cần biết đi chợ nào, mình đi ngang mấy cái khu vực này kiểu giống như mình đi ghiền. Đẹp ghê, mấy cái tô đẹp ghê. Hoa văn đẹp. Hoa văn kiểu ngày xưa được không nè. Hình con cá này kia nọ, đủ thứ hết. À có cái dĩa dài dài nè, à, Nhung thích cái dĩa dài dài này ghê lắm. Mã nặng quá à. Thích cái dĩa dài dài nè, cô bán chị. Nhưng khi mình gấp con cá ra mình cá chiên á, mình để nguyên con đây cũng đẹp nè. Cái này là cái dĩa này là có giá là 8 đồng mấy. Cũng thích cũng đẹp ha. Còn bên này là khu vực cá. Đây là cá hè nè cô bác anh chị, người ta làm sạch, người ta khứa sẵn sẵn như thế này ha. Cái này mình về mình kho mía, kho rượu vô giống như cá mòi ngon lắm luôn. Bên đây có con cá trề nè. Ồ nhìn vàng khè luôn, dài thòn luôn nè. Cá gì mà lớn dữ vậy ta? Nhìn cá này ngộ ghê, cá mà ở Việt Nam mình nếu mà cá trề vàng đâu có dài dữ gì vậy. Cái này giống như kiểu cá nuôi hay sao á. Nó bên đây có cá lóc nè cô bác anh chị, nó khứa sẵn vậy nè. Đó, cá gì cũng có, cá cơm, cá bống, cá kèo, cá lòng tong gì cũng có hết trơn cô bác anh chị. Đây là cá bống đen nè. Cá bống đen này mình kho lên kiểu giống như kho cứng cứng mà kho thiệt là khô đó cô bác anh chị. Ồ, ngon lắm luôn á, nhất là ăn cháo trắng hoặc là mình ăn cơm với canh, nhất là canh khoai mỡ á. Thôi nhắc tới món thèm luôn. Bên này cũng có cá he đỏ nguyên con nữa nè. Cá mì dinh rồi cá dảnh này kia, nói chung đủ thứ cá của bác anh chị. Đây giống như là cá ba sa, cá hú rồi nè. Để Nhung mua một con về để dành. Thường thì Nhung mua một con này là cái mình nấu phần đầu phần đuôi, nấu canh chua ở khúc giữa cái Nhung kho. Ôi đây ốc buông nha cô bác anh chị nha. Ốc buông đang sale giảm giá nè, con đồng 99 bịch à.
Nó ốc này người ta luộc sẵn rồi, mình về mình chỉ hấp lên thôi. Nếu mà cô bán chị mình muốn cho ngon á thì mình sẽ lót một ít lá chanh ha, rồi xả này kia mình hấp lên cho thơm lên á, rồi sau đó mình làm nước chấm mình chấm ăn. Bên đây mấy con nghêu cũng đang sale nè, nhưng mua mấy bịch đi để dành về nhiều khi nấu lẩu ăn, hoặc là nhiều khi mình luộc ra mình xào ăn, hoặc nấu cháo này kia cũng ngon lắm cô bán chị. Sao tự nhiên thấy rẻ quá vậy ta, không biết bình thường giá bao nhiêu nhưng mà hôm nay thấy giá này 1.99 đồng, hình như là Nhung nhớ không lầm là một bịch này hình như là 3.99 đồng lần đó, nhưng mà hôm nay sale rẻ tới 2 đồng. Thôi Nhung mua vài bịch đi, cái này mình mua mình để lâu được cũng không sao, để tủ đá không sao. Còn ốc thì nhìn thấy cũng rẻ nhưng mà thôi không mua, tại vì Nhung ở Việt Nam mới qua đó, bữa giờ Việt Nam ăn quá trời nên cũng ngán rồi, nên thôi không mua ốc. Đi đây mua cá đi, mua cá chim để coi hôm nay có cá chim ngon không. Ôi đây nè cô bán chị thấy không, ớt nè, ớt tươi ớt sống luôn nè, lương nè, cá chạch nè, có đủ thứ hết trơn á. Gì cua ghẹ gì bữa nay không có con gì hết trơn người ta. Con này 13.99 đồng trên một phao. Quá bự ha. Anh đây mua cá. Ốc móng tay. Đây là con móng tay. Ốc giác. Hào sống. Cá đủ loại cá hết. Con cá đỏ này Nhung không biết kêu bằng cá gì nhưng mà cá đỏ này ăn thịt cũng ngon nè. Nhung không biết rành cái tên này. Cá này là biết, cái này là cá bát mà anh xã Nhung hay đi câu hồi trước nè. Mấy con cá này thì thôi nó nhớt dữ lắm luôn cô bán chị, giống như cá trê mình vậy, nhớt dữ lắm. Bên này là khu vực thịt đông đá, thịt heo, thịt ba chỉ, khoanh giò, móng giò, rồi xương sườn này kia các kiểu ở đây, đuôi bò đuôi heo ở đây luôn. Người ta bán người ta để từng phần và có giá bên ngoài nè cô bán chị, mình dễ nhìn dễ mua lắm. Mình muốn cân bao nhiêu pound thì mình nói người ta lựa người ta lấy ra cho mình, còn mình muốn lấy cái loại nào mình chỉ á, có người đứng bên trong người ta lấy nè. Có một cô ở đây cổ đang mua xương ống heo nhưng mà cổ muốn người ta cắt nhỏ ra đó. Cổ không biết tiếng Anh nên cổ nhờ Nhung là nói cho cái anh ở trong cắt cho nhỏ giùm cho cô. Bên đây là thịt bò, mấy cái đầu lòng của bò cô bác anh chị. À để Nhung thấy có bắp bò nè, để coi bắp bò có rẻ mà ngon không. Nếu mà tươi ngon thì Nhung sẽ mua một bắp về để nấu bún bò Huế ăn. Họ lâu lắm rồi cũng không ăn bún bò Huế ha. Ồ hôm nay tươi quá chừng tươi luôn nè, nhưng mà để tìm bắp nhỏ nhỏ thôi. Tại vì bắp lớn mình ăn không hết cô bác anh chị, mình nấu thịt mình ăn trong một lần trong cái nồi đó chứ mình nấu xong mình bỏ tủ đá nó hết ngon rồi. Để Nhung lấy cái bắp này đi, bắp này 14 đồng cũng được nè. Rồi ở nãy giờ tìm một cái chai này nè cô bác anh chị, cà phê sữa đá hiệu Lee's nè, mà tìm hoài không thấy. Hôm bữa trước có chị trong tiệm chỉ mua cho uống rồi chỉ nhưng mà Nhung cũng tìm hoài không thấy. Nãy giờ đi vòng vòng cái xong gặp cái anh chủ chợ hỏi lại thì anh chỉ chỗ này. Còn đây mấy bịch này là bịch nước mát giống như kiểu ghế tranh rồi mía lao rồi lá dứa này kia nọ đó. Bên đây là bắp hầm, bắp xào gì đây nè. Nói chung cô bán chị thấy mà đi vòng một chợ này thì thấy những cái món Việt Nam mình, nhất là những mấy cái món bánh quê này kia đó, thì hầu như cái gì cũng có. Dạo một vòng được rồi cô bán chị, mua được cà phê là thấy thích rồi. Giờ Nhung sẽ đi ra tính tiền để đi về ha. Ở chợ này thì mình bỏ đồ lên trên băng tải rồi có người tính, chứ mình không có cần phải tự tính giống như những cái chợ Mỹ ha. Chợ Mỹ thì chúng mình có máy tự động tính, còn chợ này thì có người đứng tính cho mình. Bây giờ Nhung chỉ cần việc bỏ đồ lên thôi rồi người ta tính vô bọc cho mình, chỉ xách ra thôi. Kéo một xe luôn. Ông ngồi ông đợi xe làm sao. 120 mấy, 30 đô, 127 đô cho một lần đi chợ. Vòng vòng chắc 1 tiếng đồng hồ ạ. Hết 127 đô. Rồi bây giờ đi về thôi. Đây là lý do tại sao mà cục vàng không vô chợ. Mặc cái quần đùi vô chợ lạnh chịu không nổi. Già rồi còn đu đeo. Sáng đi nó đi chợ mà quên xọt cái quần cục vô, xọt vô. Tưởng là đi dạo phố vòng vòng, ngờ nó đi vô chợ. Ở trong chợ mà mới lạnh lạnh lắm cô bác anh chị, nhất là cái hàng rau cải với hàng thịt cá, nên là ảnh sợ không dám vô. Bất cỡ. Ảnh nó mặc rồi bất cỡ nữa, mắc cười quá. Đây lúc nãy Dung mua con cá này,
Đây là cá ba sa, cá hú gì đấy. Dành nó không chua ăn. Chất đồ đi cũng lạnh ha. Bắp bò. Cái nó cũng bò. Xương bò để nấu phở. Thôi để Nhung cất đồ vô cho nhanh ha, cất bỏ tủ lạnh hết đi rồi à. Cái nào nấu thì Nhung tranh thủ ra nấu liền để còn đi làm nữa. Hôm nay thì chủ nhật được đi làm trễ chứ cũng không được nghỉ đâu. Giờ Nhung sẽ gặp lại cô bác anh chị mình chút xíu nữa nha. Chị mới vừa nấu xong một nồi canh cải. Đây là cải ngọt nè cô bác anh chị, nấu với lại tôm nè, tôm tươi lúc nãy Nhung bầm ra Nhung nấu. Tại vì đi chợ về xong cái không có kịp thời gian á. Bây giờ là 10 giờ rưỡi rồi nè. Tiệm Nhung hôm nay mở cửa 11 giờ á. Nên là tranh thủ nấu rồi lẹ ăn xong rồi còn đi làm nữa. Bên đây là nồi canh mới vừa nấu xong ha. Cạnh bên đây là nồi cá kho nè. Lúc nãy Nhung mua cá này là cá kiểu giống như cá bóng đen á cô bác anh chị. Nè kho. Cho bây giờ cho nó cứng lên nó săn lại ha. Nó ngon nó liu liu lửa đi. Có cái nồi đất gì kho nhìn ăn thấy hấp dẫn ghê. Lúc nãy đi chợ thấy nồi đất cũng ham nhưng mà nhà Nhung có rồi nhưng mà nhiều khi thấy cũng ham. Nhưng mà mấy cái nồi kia cao cao chắc mình kiểu như nấu lẩu, nấu canh gì trong cái nồi đó cũng được nè. Còn cái này giống như là một cái chảo nhỏ nhỏ này nè ha. Cái độ cao nó vừa phải, cái này mình kho cá ngon hơn. Bên này thì Nhung cũng đang hầm một nồi xương, khoanh giò, bắp bò. Nhung đang hầm để nấu bún bò Huế. Thì nãy giờ những cái phần thịt xương này, khoanh giò này Nhung đã trụng qua rồi. Tại vì thịt ở Mỹ cô bác anh chị mình phải trụng qua để loại bỏ đi cái bọt, cái dơ đó. Cái hôi tanh chứ không thôi là nó hôi lắm mình ăn không được đâu. Tất cả cái thịt này đều đã qua đông đá rồi. Nên bây giờ là Nhung đã trụng qua và đỏ đi để hầm. Trong này thì có sả nè, có củ hành với gia vị mình bỏ vô đây. Để cho gia vị thấm vào thịt để khi mình ăn tới miếng thịt ngon hơn đó. Giờ để đây hầm từ từ ha. Anh xã Nhung ơi, hôm nay anh ở nhà cho anh coi giùm. Rồi bây giờ đến tiết mục review cà phê sữa đá. Đây là chai cà phê sữa đá mà Nhung mới vừa mua dưới chợ xong nè cô bác anh chị. Hôm bữa trước giờ thì Nhung cũng được mấy chị trong tiệm á, cho uống cà thử cà phê. Thật sự mà nói thì Nhung cũng không phải là tín đồ cà phê mà cũng không ghiền cà phê đó. Cà phê sữa thì giống như có thì uống chút xíu thôi, còn không có thì cũng không sao. Nhưng mà uống ghiền thì không có ghiền ha. Và đây là một cái loại cà phê mà Nhung thấy hồi trước giờ là Nhung đã từng uống cà phê ở Việt Nam, rồi cà phê ở bên đây này kia là cà phê Starbucks này kia đó. Nhưng mà Nhung thấy đây là một cái loại cà phê là đúng vị Việt Nam luôn cô bác anh chị. Đây là cà phê Lise ha, cà phê sữa đá hiệu Lise. Hiệu Lise này là cô bác anh chị biết là để coi cái sản phẩm này là của US nha cô bác anh chị, được làm ở Mỹ nha. Đây. Mình uống lạnh, uống đá thì sẽ ngon hơn. Ở trong đây thì nói chung là có những cái chỉ số người ta hướng dẫn này kia nọ thì ở trong đây ha. Nhưng không cần phải chia sẻ chi tiết nha. Nhưng mà chị cho cô bác anh chị mình review cho cái chất lượng bên trong như thế nào thôi. Bây giờ đây là Nhung đập một ly nước đá sẵn rồi nè. Đây là có ly nước đá mình uống cà phê thì nhất là cà phê sữa mình nước đá nhuyễn nhuyễn uống mới ngon cô bác anh chị. Giờ thì Nhung sẽ lắc cái chai này lên ha. Lắc cái chai này lên trước khi mình mở nắp. Lắc lên. Sau đó sẽ rót ra. À. Sợ cái ly cà phê mình chế này bị đổ á nên là Nhung sẽ lót một miếng giấy bên dưới ha. Giờ chế cà phê này lên. Cái ly cái chai cà phê này lúc nãy là Nhung đã chế cho anh xã Nhung hết miếng rồi. Nên là bây giờ cái chai này nó hơi lưng nha, đúng là cái chai này đầy chứ không phải lưng giống vậy. Đầy. Cực kỳ. Đó, phải lên. Đặc biệt là cà phê sữa đá mình phải uống với lại nước đá thiệt là mịn mới ngon cô bác anh chị. Giống như nước đá mà đừng nước đá bào, nước đá bào cũng ngon mà nước đá phải nhuyễn nhuyễn như thế này nè. Nhìn cái ly cà phê hấp dẫn chưa? Đây là một cái sản phẩm rất là tiện cho những anh chị nào mà ghiền cà phê đá, ghiền cà phê sữa đá mà kiểu giống như mình không có thời gian để mình đi pha giống như pha chế á. Cái này là pha sẵn luôn, chắc chắn nó sẽ không ngon bằng cà phê mình pha phin ha. Nhưng mà cái mùi vị nói chung là tuyệt vời luôn cô bác anh chị. Tại vì Nhung không có biết uống cà phê á, nhưng mà Nhung cũng cảm nhận được đây là một cái ly cà phê ngon. Rồi mời cô bác anh chị mình thưởng thức cà phê sữa nha, cà phê sữa đá. À, Nhung thích uống cà phê mình muốn một muỗng lên nhìn nè cô bác anh chị. Nó có cà phê, có nước đá nhuyễn nhuyễn, uống ngon lắm. Nhưng mời cô bác anh chị mình nha. Nó ngon. Béo cô bác anh chị. Béo, thơm cà phê. Không quá nồng, cũng có cái vị hơi nhẫn nhẫn của cà phê. Nói chung là Nhung thì không có chuyên về cà phê á. Nhung không phải ghiền cà phê á.
Nên là đối với Nhung á, những cái ly mà cà phê mà sữa mà như thế này đậm đặc và béo kẹo như thế này là Nhung thấy nó cái kiểu cái cách nó cái nước cà phê này cô bán chị thấy giống như là y chang như là cà phê sữa đá Việt Nam mình vậy đó, mình giống như cà phê mình pha phin nhé nha. Nè cô bán chị thấy Nhung múc lên chế xuống nè đó, thì Nhung thấy đây là một cái cách mà cô bán chị nào nếu mà thích uống cà phê sữa đá mỗi sáng hoặc là uống ban ngày lúc trưa mình đi làm, nhất là anh chị làm nail á mà những ngày cuối tuần bận không có thời gian muốn uống cà phê sữa để giống như có thêm năng lượng á, thì đây là một sản phẩm mà Nhung thấy cô bán chị mình nên nên có một ít nhất một chai ha. Đây là cà phê sữa đá hiệu Ly bán ở chợ Việt Hoa, một bình như thế này là có giá 5 đồng 99, chưa thuế nha. Thể tích thì 16 ounce, cô bán chị 16 ounce, tương đương với 473 ml nha. Cái chai này cũng gần nửa lít cho bộ ạ. À. Cũng nhiều lắm cô bán chị, nhưng mà bên trong đậm đặc lắm nha. Một bình như thế này, một bình này á, nếu mình chế ly nhỏ nhỏ giống như của Nhung vậy ha, thì chắc cũng khoảng 5 ly ạ. À. 5 ly, còn hả nếu mà cô bán chị mình kiểu thích uống nguyên bình bự, bình nhiều á, thì chắc được 2 lần. Tại vì cái này nó nhiều lắm, Nhung thì Nhung uống ít ít á, nên mỗi lần Nhung chế con xíu à. À, chắc cái chai này đã được 5 lần. Nếu mà hai chồng Nhung uống thì chắc được 5 lần đối với cái ly nhỏ này ha. Không bị ghiền cà phê nhưng mà đối với Nhung cà phê này thì Nhung thấy ngon á. Cái này mình vừa tiện lợi cô bác anh chị. Sáng đi đâu muốn cà phê thì cái này cũng cũng tiện nè. Rồi trưa hoặc là nhiều khi mình thèm thèm cà phê sữa thì mình lấy cái này ra uống cũng ngon nữa. Nói chung là theo Nhung thì cảm nhận đây là một cái sản phẩm rất tiện lợi và ngon. Uống hết ly cà phê này chắc khỏi ngủ đêm nay. Rất là dở trong cái chuyện mà uống mấy cái chất kích thích này nè, giống như cà phê này kia nọ là Nhung không có uống được nhiều á, uống là sẽ bị say giống như là bị khó ngủ, còn rượu bia thì thôi khỏi nói luôn. Rượu trái cây thì Nhung nếm được chút chút, còn bia thì chắc uống được trữ lượng Nhung chắc được nữa, cỡ khoảng nửa chai là cỡ khoảng một ly của mình bên Việt Nam, cái ly mà có cái quai cầm mà ly hay uống bia đó, cái bỏ nước đá vô cái thì gót ra cái ly đó thì chắc một ly thì được chứ hơn nữa không được. Và Nhung uống vô Nhung khó chịu lắm, giống như kiểu có khi nó ngứa rồi có khi nó kiểu giống như nó mệt làm cho mình ép tim thở không được á, nên là thôi Nhung không có uống. Bởi vì bạn bè Nhung đi nhậu với mấy bạn bè tiệc tùng nhậu là hay là rủ nhậu, Nhung cũng làm khí thế làm dữ lắm kìa nhưng mà không có uống được. Nên bạn bè Nhung ai cũng biết là Nhung không có uống bia được á. Nói chung là đi theo là đi hò hát này kia cho vui để giống như kiểu thêm phong trào vậy thôi chứ không có biết uống. Rồi mời cô bác anh chị mình thưởng thức đó nha, công nhận cà phê này ngon thiệt. Bên bếp bên này Nhung cũng đang nấu đồ ăn. Hồi tranh thủ cũng đến giờ đi làm mà cô bác anh chị, để Nhung đi thay đồ chuẩn bị đi làm. Anh xã Nhung ở nhà sẽ coi mấy cái nồi này của Nhung. Hồi đến đây Nhung cũng xin phép được khép lại video tại đây. Chúc tất cả cô bác chị mình xem video vui vẻ nha. Nếu mà yêu mến Nhung thì vui lòng cho Nhung xin một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh ủng hộ Nhung và nhớ bấm luôn cái chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video mới. Giờ Nhung xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả cô bác chị em mình trong những video tiếp theo nha. Bye bye cả nhà.